Chiều ngày 9 tháng 2 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyển quân năm 2022. Đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch năm 2022, huyện Ngọc Lặc được giao 169 chỉ tiêu nhập ngũ, trong đó 150 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự, 19 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Để hoàn thành chỉ tiêu trên, huyện Ngọc Lặc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, tiến hành phúc tra, rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, triển khai các bước trong kế hoạch tuyển quân, tuyên truyền giáo dục nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm nghĩa vụ công dân trong các tầng lớp nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức khám sức khỏe, lập duyệt hồ sơ và tổ chức thâm nhập thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ tại cơ sở, động viên kịp thời những thanh niên tích cực tham gia nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, chất lượng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đề nghị các phòng ban cơ quan liên quan của huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các xã thị trấn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đã được phân công phụ trách, phát huy vai trò trách nhiệm trong tập trung lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, đồng bộ các bước tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nói chung và công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nói riêng thấy được nghĩa vụ trách nhiệm trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện tốt công tác quản lý nguồn công dân nhập ngũ, chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ đảm bảo cơ sở vật chất cho việc khám sức khỏe đến tổ chức phát lệnh, giao quân đúng quy định, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, làm tốt công tác hậu phương quân đội, hoàn thành 100% chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao.